nên ăn nhiều chất xơ và vitamin. Đó là điều chúng ta được khuyên. Thế nhưng chúng ta sẽ ăn gì vào nữa ngoài chất xơ và vitamin khi ta ăn thực phẩm tươi sống? Các nhà vận động chống thuốc trừ sâu ở Anh đã nghiên cứu các mẫu sản phẩm tươi sống để xem có chứa những thứ được gọi là hóa chất vĩnh cửu PFAS hay không. Bằng chứng cho thấy những hóa chất này có thể tồn tại trong môi trường mà không bị phân hủy hay biến mất trong khoảng từ một thập kỷ cho đến 1.000 năm. Chúng tích tụ trong máu, trong mô, trong xương của con người. Và đó là lý do vì sao chúng tôi lo lắng. Theo phân tích của mạng lưới hành động chống thuốc trừ sâu, thì dâu tây đứng đầu danh sách chứa các hóa chất vĩnh cửu. 95% mẫu dâu tây được lấy ở Anh có chứa các chất PFAS. 61% mẫu nho và 56% mẫu anh đào cũng vậy. Trong số các loại rau thì rau chân vịt là loại rau hay nhiễm PFAS nhất, với 42% mẫu có chứa các hóa chất này. Giới chuyên môn y tế cho biết cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định mối liên hệ giữa một số chất PFAS và các vấn đề sức khỏe như ung thư và vô sinh. Nhưng đối với những trang trại ở Anh, việc loại bỏ dần một số loại thuốc trừ sâu không phải là một yêu cầu thực tế, bởi năng suất có thể giảm khoảng 40%. Trong khi đó, ở Pháp, quyết tâm chính trị được thể hiện mạnh mẽ hơn. Các nghị sĩ Pháp đã nhất trí thông qua dự luật hạn chế sản xuất và bán các sản phẩm có chứa các hóa chất vĩnh cửu PFAS. Hơn 4.000 hóa chất PFAS được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm gia dụng và công nghiệp, bao gồm bao bì thực phẩm, đồ trang điểm, vải chống bẩn, nồi, chảo chống dính và bọt chữa cháy. Trong nhiều năm, chúng thấm vào đất và nước ngầm, xâm nhập vào chuỗi thức ăn và nước uống của chúng ta. Những hóa chất này hiện đã được phát hiện ở hầu hết mọi nơi trên trái đất, từ đỉnh núi cao nhất thế giới Everest cho đến bên trong máu và não người.